Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kỳ nghỉ này ta. Bây giờ quay trở về giải đấu tổ đội chiến vòng trong server. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mùa này thì mình chỉ quay một video vòng trong thôi, thì đơn giản nó thuận lợi quá. Nó chả có gì cả, mình vô địch rồi. Mặc dù đây chưa hiển thị vô địch nhưng bạn thấy kết quả trận chung kết ở đây và thấy là cũng ba trắng không? Thực ra mùa này mình cũng thực lực khá là mạnh nên mình chả phải làm gì cả. Ví dụ như trận đầu tiên bạn thấy mình cũng để Gru thích cái đẹp KKK, mình ăn hết cả 3 trận thắng không? Tiếp tục đến trận tiếp theo mình cũng vẫn để Gru thích cái đẹp KKK, mình trả đối cái gì cả, cũng lại ăn hết 3 trận thắng không? Tiếp tục đến trận tiếp theo ở đây mình cũng lại để Gru thích cái đẹp KKK, mình cũng trả đối gì, cũng lại 3 trận thắng không? Còn mỗi trận chung kết thì có một trận thua là KKK thua, nhưng mà hai nick kia auto thắng thì cái chung cuộc nó vẫn cứ thắng. Nói chung là mùa này toàn 3 trắng đi từ đầu đến cuối. Vòng loại thì mình vô địch rồi, top 1 rồi, vòng trong rất thuận lợi. Nên chúng ta chỉ đi điểm qua chút xíu thôi nhé. Với mùa này nó hơi nhẹ. Tại vì thực ra mùa này được cái là cả 3 nick Gru, Tuệ Minh, KKKam lên được tướng y như nhau rồi. Bình thường là KKKam sẽ bị yếu tướng hơn so với hai nick kia một chút. Nhưng mà riêng mùa này là cả 3 nick đều chơi đội hình là Zoro, là Yamato, là con Main, là con King, là con Uta. Đây toàn chơi con siêu tướng mới nhất nên nó rất là thuận lợi. Một cái mùa hiếm hoi, cảm giác lực lượng S59 này đồng đều vậy. Cái thứ hai là mùa này là một cái bước ngoặt lớn, là khi bạn thấy là cái lực chiến của Nick thích cái đẹp bây giờ nó đã đẩy lên khá là cao, lên tận 560 mấy triệu sau khi hoàn thành sau cái đua top này. Mấy hôm trước nó đang ở 530 mấy gì đấy, còn bây giờ lên thành 561 triệu, tức là chính thức là vượt qua Gru lên top 1. Và đội chiến Gru hơi thấp thì các bạn, mình đang để con không đồ, đây mình đang để Zoro không có đồ. Nên tất nhiên lắp full đồ vào thì vẫn sẽ thấp hơn Nick thì cái đẹp một chút xíu, đúng không? Nên như vậy thấy một điều là chính thức là cái top 1 lực chiến đã bị xóa ngôi, đã chuyển từ Nick Gru sang Nick thích cái đẹp. Đó, tất nhiên là không biết lắp đồ vào mình chỉnh lên có vượt được không, nhưng mà đại khái là xem nhau và hiện tại Nick thì cái đẹp đang nhỉnh hơn một chút xíu. Còn khi mà mình tu sửa hết Nick Gru có lên được không thì mình không biết. Nói chung đại khái được cái là mùa hiếm hoi mà cảm giác Gru không còn phải đơn độc cân team nữa. Mà bây giờ cả hai nick này bây giờ đều rất là khỏe rồi. Đấy này ra là mùa này mùa tương đối mạnh của S59. Có tất nhiên KK vẫn là yếu nhất, nhưng có Zoro thì có tỷ lệ đánh thắng được. Mặc dù cái trận chung kết không thắng được trận nào cả, nhưng ý là cái cơ hội thắng nó sẽ cao hơn. Tại vì thực ra thì cũng KK đánh trước có thể thắng được người ta, mà đánh sau nếu hướng hên tí vẫn có thể thắng được. Nhưng mà tỷ lệ không cao bằng Gru với thích cái đẹp thôi. Vậy như vậy thì có thể nói là gần như là mình không biết dạo này các top của các server khác lực chiến thay đổi thế nào. Nhưng mình nghĩ là nói mà trong top 3 đến top 5 người lực chiến cao nhất ấy thì chắc S59 nó chiếm 2 người rồi. Nên thành ra là cái chuyện vô địch mình nghĩ là cũng là chuyện bình thường thôi. Nhất là trong meta đánh trước là lợi thế này. Mọi mùa là mình lo thích cái đẹp lực chiến thấp, là lo có thể đánh sau bị thua. Nhưng mùa này lực chiến cao hơn rồi, cao hơn cả Gru rồi thì quá tuyệt vời rồi, đúng không? Còn tất nhiên là cái này mình để lực chiến thấp như vậy vì đang thiếu đồ. Nhưng mà trong cái trận cập nhật thông tin đấy là mình cập nhật cái trận là đã lắp full đồ. Thế đấy khoảng tầm cũng là 550 triệu lực chiến đấy, tầm đấy. Thế nói chung là cũng hoành tráng rồi. Đấy là một lực lượng mùa này thực sự là quá tuyệt vời nhé. Là cái mùa gần như quá mạnh và không biết nó mạnh trong bao lâu mình không biết. Và cũng rất là may mắn một chút xíu là cái người lên top 1 lực chiến lại chính là đồng đội của Gru luôn. Rồi Tuệ Minh Gru luôn là nick thích gái đẹp. Nên nói chung cái bộ 3 của S59 thì vẫn sở hữu hai top rất là cứng. Thực ra KKKam cũng cứng, chẳng qua đi cùng hai top cứng quá nên thành ra nó cảm giác tiến nó yếu thôi, chứ còn bình thường nó cũng rất là khỏe. Đấy. Nên là ta xem qua một số trận đại diện ở từng vòng nhé. Mình nghĩ là chỉ điểm qua thôi, nó mạnh quá rồi còn gì để xem nữa đâu. Chắc chắn là vô địch rồi. Nên bạn thấy là mùa này mình không phải mình chủ quan đâu, mình vẫn online mình trực giải đấy chứ. Nhưng thực ra mình không điều chỉnh gì, với đơn giản để nguyên nó thắng rồi thì chỉnh làm gì, đúng không? Để nguyên thắng rồi thì chỉnh làm gì, chứ còn thực ra mình vẫn online trực giải xem có biến cố xảy ra không chứ. Và thực tế là không có biến cố gì cả vì lực lượng quá khỏe. Nếu bạn nào xem cái video top 1 Grand Theft Auto, lúc đấy mình chỉ quay cái lúc mà mới thành công xong chưa nâng cấp gì cả đấy, thì lúc đấy Gru vẫn đang cao được chiến hơn so với lại Nick thích cái đẹp. Còn bây giờ sau khi điều chỉnh xong, cập nhật xong thì thấy là thích cái đẹp đã vượt trội hơn cả Gru rồi. Nên lực chiến nó tương đối to rồi. Còn tất nhiên là về đường dài ai hơn ai thì chưa biết. Nhưng mà cái đấy mình chỉ biết một điều là trước mắt là hiện tại thời điểm quay video này là như thế. Còn bây giờ ai hơn ai thì chả được vì hai nick là cùng một team mà, cùng một server mà. Ai hơn nhau cũng chả quan trọng gì, đồng minh cả đúng không? Sợ nhất là đối thủ nó mạnh lên, chứ còn đồng minh mạnh thì quá tuyệt vời, chúc mừng thôi. Thứ hai là cả mấy cái nick này mình đều cầm hết thì ai lực chiến to nhất thì cũng là mình cầm thôi, đúng không? Tất nhiên là mình cầm, mình chơi nhiều hay ít là tùy thuộc vào chủ nick nữa. Anh chủ nick nào bận hơn thì mình chơi hộ nhiều hơn, còn anh chủ nick nào rảnh hơn cho người ta chơi, tại người ta bỏ tiền vào game thì cho người ta chơi. Đôi khi một số bạn bảo tại sao không quay nick này không quay nick kia, thì và các bạn muốn chia sẻ, các bạn hết sức thông cảm một chút là đôi khi nick có thể người ta đổi chủ, hoặc là chủ người ta chơi được rồi thì mình vào chơi làm gì. Thì nhiệm vụ của mình chỉ đơn giản là đến giải đấu mình vào mình ghép team cho mọi người thôi. Ví dụ tổ đội chiến thì mình vào mình tạo team cho ba nick thôi. Có nick thì cái đẹp chủ nick chơi được rồi, thậm chí có một bạn nữa cũng hỗ trợ on rồi,
Như vậy thì gần như cái việc của mình thì giảm tải công việc cho mình thôi, chưa báu bở gì vào chơi nhiều làm gì đâu. Và chơi nhiều bận nên mình chơi nhiều game mà, làm gì có thời gian suốt ngày vào chơi hết các nick này. Chẳng qua đôi khi các anh tốt bận thì mình cố vào giúp người ta thôi, chứ còn thực ra bản chất mình chủ yếu là vào quay lúc người ta lên được tướng để quay tiêu điểm tướng cho các bạn xem. Chứ còn những ngày bình thường người ta tự chơi được thì để người ta chơi, nên thành ra cái chuyện không quay là chuyện hết sức bình thường. Một số bạn bảo ôi sao không quay nick này không quay nick kia, thì mình có thể chia sẻ với các bạn và hết sức thông cảm như thế chứ. Tại sao bạn cứ hay nghĩ cái gì đó tiêu cực quá nhỉ? Dần dần người ta rảnh quá thì người ta chơi rồi, thì như vậy thì mình cái việc mình vào nó thừa thãi, mình vào làm gì, mình để thời gian mình đi chơi game khác chứ. Còn lúc nào cái nick có cái gì đặc biệt, ví dụ như thích cái đẹp, từ cái ngày anh Tuệ Minh bán lại nick thích cái đẹp cho anh chủ nick mới là anh thích cái đẹp này, để từ ngày anh bán nick cho anh Long là chủ mới của nick thích cái đẹp này, thì thực ra từ ngày đấy trở đi ấy là gần như là mình cũng không hề quay thêm nick thích cái đẹp cho đến ngày được cái top 1 Grand Tesoro mới bắt đầu mới quay, tại vì cái đấy là một sự kiện trọng đại mới vào mình quay. Còn bình thường bây giờ anh ấy chơi được rồi mình vào mình quay làm gì, đúng không? Thì mọi người lại hỏi sao không quay nick đấy. Hay ví dụ đến nick Gru Tuệ Minh thì cái giai đoạn vừa rồi một giai đoạn là không có nạp, thì có cái gì để mà quay đâu. Thì bây giờ mình vào quay làm gì, có mấy cái trận hình đánh đi đánh lại quay làm gì, mình phải chờ nó có cái gì mới mình quay các bạn xem chứ. Nên cái việc không quay không xuất hiện là không vấn đề gì. Một số bạn hỏi Gru đâu, ôi bảo Gru đâu, kệ sư Gru chứ, mình không đăng nick Gru thì mình đăng nick khác, nó thiếu gì nick đâu. Đó, ví dụ đợt này mình đang quay series S175 cũng là một series cũng khá là hay chứ. Tại bây giờ sau việc cứ nhìn đi nhìn lại vài con tướng mình cho các bạn xem một server mới chơi như thế nào, đúng không? Thì đấy là một cái điều hay mà. Tại sao các bạn nghĩ tiêu cực không quay là cái gì nó xấu xa nhỉ? Mà nhiều khi các bạn comment kiểu đấy mình càng buồn thì càng không muốn đăng. Nói thật như thường thì mình hay xu hướng là ai bắt mình đăng, ép mình đăng cái gì đó quá là mình không đăng. Ví dụ như lần trước có một trước có một bạn bạn ấy bình luận trên bài viết của mình bảo là không đăng video của Hải Tặc 568 là chán ấy, là không muốn xem ấy. Thế là từ đó về sau là đến mấy ngày liền mình không đăng Hải Tặc 568 luôn. Đúng ra mình đang định đăng Hải Tặc 568 ngày hôm sau ấy chứ, nhưng mà vì bạn thêm cái câu chán mà không muốn xem nên mình ghét, mình chả đăng nữa. Mình ngâm lại bao giờ hết video mình đăng, tức là mình vẫn sẽ đăng thôi, mình quay kiểu gì mình chả đăng. Nhưng mà qua mình các bạn nói mình phật ý mình chả đăng. Cũng như các bạn hỏi Gru đâu ấy, các bạn càng hỏi Gru nhiều mình càng đăng ít. Tại vì đơn giản do các bạn xúc phạm mình quá, mình đăng video hàng ngày, đặc biệt trong giai đoạn mấy cái tháng gần đây, đến cái tháng mình quay rất nhiều hải tặc thì không đăng kỷ nguyên hải tặc thì mình đăng Hải Tặc 568. Mình không đăng nick này, đăng nick kia. Nói chung mình ngày nào cũng cho một cái video hải tặc lên. Và bây giờ một ngày nó cũng chỉ có mấy tiếng buổi tối phục vụ khán giả thôi, thì đăng game này rồi thôi game kia chứ. Bây giờ các bạn cứ đòi đăng hết cái này cái kia, mình hỏi các bạn cho mình được cái gì, đúng không? Ví dụ các bạn có trả phí để đăng thêm video không, chứ không thì để cho người ta đăng vậy, đăng đều đặn như vậy còn chê cái gì nữa. Mà ví dụ bảo như kiểu cạnh tranh mà, anh ơi anh không đăng đi, game khác kênh khác người ta đăng rồi, đây cái game này mỗi mình làm thì thôi cho thoải mái cho mình tí, mà mình đăng thường xuyên, mình là quay thường xuyên nhé. Bạn kiếm đâu ra thằng nào nhiệt tình như mình, ít nhất trong game này mình chưa thấy cái kênh nào làm game này nhiệt tình bằng mình đâu. Mà cứ đòi hỏi quá, hôm nay mình không đăng Hải Tặc 568 thì mình đăng video kỷ nguyên, mình không đăng Gru thì mình đăng thích gái đẹp, không đăng thích gái đẹp mình đăng KKK, không đăng KKK mình đăng nick của mình hay nick nào đó, đúng không? Thì cứ có video là được rồi. Chứ nhiều khi mình cũng muốn đăng những nick siêu top chứ, nhưng mà nó không có gì để cho các bạn xem cả thì đăng làm gì. Đấy, nhiều khi các bạn hết sức thông cảm ấy chứ. Mà các bạn cứ nói nhiều mình tự nhiên mình tâm ra mình tự ái, mình bảo làm nhiệt tình thế người ta cứ đòi hỏi quá, mà đôi khi nó ngoài khả năng của mình rồi. Bây giờ ví dụ mình tăng thêm cái video đấy cho bạn xem bạn thích thì bạn có cho mình thêm tiền không? Mình hay bảo các bạn là bạn có dám trả 100.000 một video không? Nếu bạn dám trả 100.000 video, bạn cứ ví dụ như mình hay có cái danh sách các video dự bị, là cái video đã quay rồi mà chưa up, mà chưa phát, mà chỉ là dự bị để lúc nào nhét vào các ngày ấy. Ví dụ bạn xem danh sách đấy bạn thích, ví dụ mình có video hải tặc từ phần 10 đến phần 100 chẳng hạn. Bạn bảo bạn thích xem phần 90, bạn trả 100.000 tôi phát video 90 trước cho bạn là ok ngay. Tuy nhiên mình vừa có tiền, có động lực mình làm kênh. Chứ bây giờ nhiều khi tiền view nó thấp quá thì bây giờ đăng mỗi ngày một video thôi chứ, một video hải tặc chứ còn đăng game khác nữa chứ. Vì có phải một mình bạn thích đâu. Bạn thích xem hải tặc, người khác bảo thích xem Counter-Strike, bạn khác bảo thích xem Rise of Eros, bạn khác bảo thích xem One Punch Man. Không, nhiều game mà ai cũng bảo thích xem vậy đăng làm sao hết được, chỉ có mấy tiếng buổi tối. Còn lại thời gian còn lại để các bạn đi làm, nghỉ ngơi, lo cho gia đình các thứ, kiếm tiền các thứ chứ. Đâu phải lúc nào cũng đăng hết đâu. Mà có những video dài mấy tiếng nên sao mà ấy hết được. Thế bạn phải thông cảm chứ. Còn ví dụ như là bạn bảo là bây giờ tôi sẽ muốn ông đăng 10 cái video này, mỗi video là 100k, tức là 10 video mình kiếm được 1 triệu đồng. Tự nhiên có động lực mình làm ngay không, thì mình sẵn sàng đăng luôn cho bạn. Miễn sao video đấy có rồi, mình phát luôn cho bạn 10 video luôn, lấy 1 triệu đồng để mình lấy tiền mình làm kênh. Rồi lấy cái tiền đó mình đi duy trì kênh, mình làm tiếp, mình lo cuộc sống của mình được, mình làm tiếp, đúng không? Còn khi bạn không trả thêm phí gì cả mà mình vẫn đăng hải tặc hàng ngày thì bạn phải ok cho mình chứ, bạn cứ đòi hỏi nhiều mình rất tự ái. Nên mình mong là sau cái video này các bạn không hỏi thêm điều đó nữa. Tại mình rất là khó chịu, mình tách mình một video riêng cho mình tức ấy. Thì bảo tức quá, bảo cái gì cứ đòi hỏi quá vậy, người ta làm suốt ngày cứ đòi hỏi vậy. Thậm chí gần đây còn mất cả giọng rồi, người ta nói quay nhiều mức mất cả giọng rồi, bây giờ bắt đầu mới hồi giọng được một tí này. Người ta quay đến mất cả giọng rồi các bạn còn đòi hỏi nữa.
các bạn xem lại, các bạn xem một số bạn thôi nhé, không phải tất cả đâu. Một số các bạn hay comment ấy, bảo sao không đăng cái này, không đăng cái kia đấy. Bạn xem lại bản thân bạn xem là bạn đã thực sự donate cho mình một đồng nào chưa? Hay bạn chỉ xem một tí thôi xong bạn thui ra luôn. Thế nhiều khi mà khốn khổ luôn. Bạn phải đem về lợi ích cho mình trước, hãng đòi hỏi chứ, còn không thì bạn tôn trọng mình chút xíu. Chỉ bao giờ bạn thấy không làm hải tặc nữa bạn hãng kêu. Chứ ngày nào mình cũng đăng hải tặc rồi bạn còn đòi hỏi hết này. Sở thích mỗi người khác nhau, mình là thằng làm kênh mình phải cân đối nhiều. Bây giờ mình đăng hết cho bạn, ngày mai không đăng, bạn để bảo ôi sao ngày mai không đăng. Hay một số bạn bảo mình làm video ngắn quá, mình làm dài ra thì người ta bảo, người ta bận rộn, người ta bảo ôi làm video dài thế ai xem được. Mà làm dài quá thì người ta bảo ôi làm vậy làm gì có thời gian mà xem. Thế kiểu kiểu vậy. Mà ví dụ mình làm ngắn ngắn thì một tí được, bảo ôi sao anh ơi hôm nay video ngắn thế. Thế kiểu gì nó cũng nói được mà. Nói chung cái này nó rất là khó xử nên mình không nghe lời các bạn đâu. Tại cái này nó gọi là làm dâu trăm họ, nó rất là khó. Mình làm theo ý mình thôi, còn bạn xem được thì xem, không xem được thì thôi. Chứ không phải vì bạn bảo là hôm nay không có hải tặc 568 tôi không thích xem nữa mà tôi phải đăng hải tặc 568 cho bạn đâu nhá. Vì cái này bạn không đem lợi ích nhiều cho tớ. Đa số mình lấy tiền là lấy tiền từ cái người thuê dịch vụ trực tiếp. Còn cái tiền view ấy, hên thì trả đủ tiền điện, còn đen thì không đủ tiền điện. Ví dụ như mùa hè bật điều hòa cùng với máy tính là đôi khi tiền view không đủ tiền điện đâu. Còn cái mùa đông nó rét nó làm mát tự nhiên rồi đấy, thì cái tiền view nó đủ tiền điện được. Đấy, còn cái tiền sống là cái tiền người ta thuê dịch vụ mình, người ta cho tiền mình trực tiếp ấy. Nên thành ra là khi các bạn chưa làm điều đó các bạn đừng đòi hỏi nhiều. Còn mình cũng hết sức là nhiệt tình ấy chứ. Mình đăng dạy mình tin, mình phải nói các bạn là game khác mình không biết chứ, riêng hải tặc là mình tự tin mình là thằng nhiệt tình nhất. Là thằng làm kênh về hải tặc nhiệt tình nhất, vì đầu tiên mình thấy là đa số cũng gần như là không còn kênh nào còn làm cái chủ đề về game này nữa. Cái thứ hai là cũng không thằng nào làm hàng ngày như mình đâu. Người ta cùng lắm làm có thể làm hàng ngày cũng nhiều nhưng mà người ta không làm game này. Nên thành ra khi mình đã làm như vậy rồi, đừng áp lực cho mình quá. Mình mệt mỏi nhiều thứ chứ, đúng không? Còn hôm nay mình rất là vui khi mình vô địch được, nên mình rất là ức chế những cái comment đấy. Mình cũng không biết có nên trả lời lại không hay mình xóa mẹ comment đấy đi. Đấy rất là buồn luôn ấy. Chỉ là một số ít thôi nhé, không phải ai cũng comment mấy đâu, nhưng một số ít là mình khá là khó chịu. Mình còn thời gian trả lời comment còn chả có nữa. Nhiều comment đang để ngâm cả tháng chưa trả lời này. Vì bận quá làm gì có thời gian đâu. Mình vừa lo sức khỏe của mình trải qua 2 lần mất giọng liên tiếp chỉ vì quay video quá nhiều. Để rồi cuối cùng các bạn đòi hết cái này cái kia, xong rồi cuối cùng ví dụ người ta đòi người ta cho cái gì cơ, đòi chả cho cái gì cả, cứ bảo đăng lên rồi ngày nào sẽ đăng rồi, rất là khổ luôn. Nên là nhiều khi các bạn hết sức thông cảm nhé. Còn lại mình nói thật chứ mình chả có trách nhiệm, mình nói thật mình không đăng thêm video hải tặc mình cũng chả sao cả, tại vì khách của mình là khách người ta thuê đường dài ấy, tức là mình chỉ cần làm tốt cho họ là mình có tiền rồi ấy. Ở đây đằng nào mình có cái truyền thống mình làm video thì mình cứ vừa giúp khách mình vừa quay các bạn xem luôn, thì kiểu làm đam mê luôn mà. Đằng nào mất công làm không thì quay lại quá trình đấy xong phát cho các bạn xem thì mình tiện một công đôi việc thôi. Còn thu nhập chính của mình là từ những người đang cầm dịch vụ này, nên là các bạn đừng có ép mình quá, tại mình chả có lý do để nhượng bộ các bạn đâu. Nói thì hơi bỏ coi thường khán giả một chút xíu nhưng thực sự là nhiều khi khán giả cũng làm khó người ta quá. Khán giả chưa giúp người ta sống được với nghề mà cứ đòi hỏi người ta làm hết cái này cái kia. Mà trong khi người ta làm cũng nhiệt tình chứ, ví dụ bảo người ta không làm tí gì cơ, người ta làm cũng nhiệt tình mà. Mà cứ đòi hỏi vậy thì chết, đúng không? Phải làm sao cho đôi bên nó thuận hòa tí. Bạn có cái để xem mình cũng kiếm được chút thu nhập. Có thể mình không có được nhiều tiền view nhưng mình vẫn đăng cho bạn xem để được thêm đồng nào hay đồng đó. Thì các bạn tôn trọng xem theo cái lịch của mình. Còn bạn nào mà muốn biết cái lịch cụ thể video trong giai đoạn này thì bạn nên vào trong group của mình. Mình có để link group Facebook của mình ở phần mô tả video. Và đấy thì hàng ngày có cập nhật cái lịch phát video. Chứ còn bây giờ thời buổi này mình đang rất nhiều video tích trữ nên là mình không biết ngày hôm đấy đăng cái gì đâu. Hôm đấy mình cảm giác cái gì xứng đáng được xem hơn thì mình cho lên trước. Ví dụ hôm đấy có một game nào đó update mình đẩy lên trước. Chứ không nhất thiết có phải là hải tặc đâu. Mình chỉ cố gắng làm sao mỗi ngày có một video hải tặc thôi. Còn nếu ngày hôm đấy có quá nhiều game hot quá mà không phải hải tặc ấy, mình cũng sẵn sàng hôm đấy không đăng hải tặc. Mặc dù mình biết là đăng hải tặc view nó ổn định hơn, nhưng mà view có được bao nhiêu tiền đâu. Thì việc gì vậy, mình phải làm chứ, mình cũng mất công mình quay, mình phát triển tất cả chứ. Còn lúc nào các bạn cũng bảo mình, một số bạn còn bảo mình ôi giờ làm hải tặc cho nhiều view. Nhưng hầu khổ cái game kia ít view nhưng có người thích, người ta còn cho tiền cơ. Thế thì bây giờ là ông chọn cái nào? Ông chọn cái ít view có tiền hay bạn chọn cái nhiều view không có tiền? Sau khi hải tặc thì khách quen người ta cho tiền thật trực tiếp rồi, đúng không? Thì cái view video đấy phát lên có được không? Gần đây được đúng một lần thấy được một bạn donate cho mình qua video công chiếu. Còn đa số công chiếu người ta cũng chả cho tiền đâu, tức là chỉ có thuần tiền view ấy, nó rất là ít tiền. Nên các bạn hết sức thông cảm vậy, nói lúc nào cũng bảo suốt ngày tiền. Nhưng mà thực tế cuộc sống nó cần tiền mà. Mình làm nhiều game mình áp lực duy trì mình cũng lớn. Nên là các bạn đừng có ép mình quá. Còn ví dụ mình vẫn hay nhấn mạnh vậy vì mình không kiếm được nhiều tiền từ view ấy. Nên mình mong là ai ủng hộ thì ủng hộ chân thành, là xem chân thành và tôn trọng cái lịch mình phát video. Còn ai không ủng hộ thì thôi không xem cũng được. Tại vì mất đi một view có mất đi bao nhiêu tiền đâu. Quan trọng mình kiếm được kiếm người nào thực sự người ta thích cái thứ của mình, người ta thông cảm cho mình, người ta ủng hộ mình đường dài. Chứ bây giờ một hai ông đòi hỏi, ví dụ hôm nay ông đòi hỏi tôi đăng video hải tặc 568,
tôi đăng lên xong ngày mai tôi không đăng nữa, ông lại đéo ủng hộ tôi nữa, đúng không? Hay hôm nay ông đòi hỏi đăng S175 đi, hay đòi hỏi đăng XGRU đi, mình ok mình đăng GRU lên, xong ngày mai lại đòi hỏi đăng thêm tích thích hay đẹp đi. Xong hôm nay ví dụ mình đang kiểu ra update con tướng con Sabo chẳng hạn, mọi người bảo ui ông lên Sabo đi tôi mới xem, còn lâu mới như thế, Sabo đắt lắm, kiểu kiểu vậy. Và nhiều khi mình không muốn các bạn được cái thẻ cứ đòi hỏi vậy, tại vì người ta làm rất đấy, và nhiều khi bạn phải nhớ một điều là nick mình đi mượn. Ví dụ ngày hôm nay nick chủ nick GRU cho mình mượn nick thì mình có thể quay các bạn xem được, biết đâu ngày mai nick cái đổi chủ thì đâu có quay được, người ta không cho mình nick chẳng hạn, người xưa không cho mình vào nick thì mình sao mình quay được. Mình là thằng đi mượn, cái nick nào của nick của mình thì mình chủ động được, còn những cái nick đi mượn như GRU thích cái đẹp hay bất cứ nick nào khác, đa số nick mình quay các bạn là nick đi mượn thì bao giờ người ta không cần mình nữa là mình cũng không quay được đâu. Nên các bạn đừng hỏi sao không thấy nick này không thấy nick kia, cái việc của bạn là bao giờ chỉ thắc mắc sao không thấy video của game này, còn nếu thấy video nó vẫn đang xuất hiện thì đừng có hỏi câu chuyện vì sao. Cái gì không có là có lý do của nó, cái gì không có có lý do của nó nhé. Có thể hôm nay do nick đấy không nạp tiền không quay, hoặc do chủ nick đang chơi rồi tôi không vào không tiện vào, đúng không? Chứ đừng có đòi hỏi cái này cái kia, mệt lắm, thực sự rất là mệt. Và video này thắng đậm rồi nên mình chả có bình luận gì về giải đấu, mình chỉ chia sẻ cái chỗ rất là bức xúc của mình trong cái quá trình mấy tháng gần đây. Rất là mệt mỏi một cái tuần mà cảm giác dạo gần đây, đặc biệt là mình quay chốt video này ngày 8 tháng 12, phát thì chưa biết lúc nào phát, nhưng mà đấy quay tầm đấy thì là mình vừa trải qua một tuần sự kiện sinh nhật game. Thì nói thật một điều là mình lúc đấy mình đang đăng hải tặc 568 này, sao mình sang sinh nhật game thì mình cũng bỏ thôi ưu tiên một tí, tại vì game nó sinh nhật thì sinh nhật nó quan trọng ấy. Sao mình chạy khoảng 7-8 nick sinh nhật mình quay khá nhiều video ấy, thì đến ngày hôm nay, đến tận ngày hôm nay là 8 tháng 12, là cái tuần sau tuần sinh nhật rồi, vẫn còn chưa phát hết video liên quan đến sinh nhật cơ. Như vậy thì mà làm gì còn thời gian mà nhét game khác vào, làm gì còn có thời gian nhét thêm 568 hay cái gì vào nữa không. Tức là mình cảm giác cái gì nó hot hơn rồi đấy, như hiểu thích cái đẹp ấy. Đạt top 1 Grand Theft Auto phát là sáng sớm quay ngay, tối phát luôn, vì đấy là sự kiện quan trọng trọng đại. Còn những cái video như là sửa nick này hay là chơi cày cái này cái kia, cái đấy từ từ phát cũng được. Ví dụ nick Hùng Akira của bên hải tặc 568 sửa rất là lâu, sửa tính bằng năm cơ. Hôm nay không phát, ngày mai phát cũng được, ngày mai bận cho ngày kia phát cũng được, đúng không? Hay ví dụ tổ đội chiến đằng nào cũng vô địch rồi, đằng nào cũng bị trễ rồi, hôm nay mình quay video này còn chưa quay phần 1 cơ, còn chưa phát phần 1 cơ, như vậy thì vội làm gì, đằng nào cũng trễ cho chậm luôn. Hay thời điểm mình quay video này còn đang video tổ đội chiến còn chưa phát này, không, video không phải tổ đội chiến, video vượt ải chiến, video đấu trí chưa phát này, nó diễn ra trước cả giải đấu tổ đội chiến này cơ, diễn ra trước cả sinh nhật game cơ. Nhưng mà ưu tiên cho sinh nhật game lên trước mấy kia xem sau, tức là mình phải cân đối lịch trình sao tiện nhất cho cả đôi bên, để cho các bạn xem nội dung nó vừa có tính cập nhật cao, lại vừa xem đầy đủ những gì mình đã quay. Chứ mình không rảnh quay ra rồi không phát đâu. Mình quay ra là mình sẽ đăng, nhưng mà đăng cái gì ưu tiên hot trước. Nên ra các bạn phải tôn trọng cái điều đó. Và mình làm nó thật, cái này là làm hết sức vì đam mê. Thế còn lợi nhuận nó nằm ở chỗ chơi, không phải ở chỗ video. Người ta đã biết mình rồi, mình đã có tiếng trong cái ngành hải tặc rồi. Đã ai cần mình, người ta inbox thẳng mình. Chứ không phải vì hôm nay mình quay video người ta thêm khách đâu. Thêm khách cũng không nhận được ấy. Mấy cái khách của mình toàn những khách người ta có đầu tư xong rồi người ta bận không chơi được, nguyên cầy hộ nó chết bố cả ngày từ đâu nữa, đúng không? Nên rất là khó vậy nhé. Nói chung chỉ là một bộ phận nhỏ khán giả thôi, nhưng lại rất là hay comment là mình rất là khó chịu. Và thậm chí là mình cũng phải nói thẳng trên video là có thể ngày hôm nay mình thấy comment đấy, có thể mình tạm thời mình không trả lời hoặc mình xóa comment đấy đi. Nhưng nếu thường xuyên hỏi như vậy là mình sẽ chặn khỏi kênh đấy. Mình thà mình biết là người đó là người rất thích xem kênh mình, nhưng tuy nhiên mình thà mất đi một người xem trung thành còn hơn đem lại đúng phiền phức cho mình. Tại mình làm thiên hướng về nghệ thuật, mình đầu óc mình phải thoải mái, mình làm được sáng tạo. Chứ bây giờ sáng tạo nội dung cứ tức anh ách như vậy, đang làm bao nhiêu video, ông cứ đòi lên hết video để video khác, tức là không làm được. Nên là đôi khi mình sẽ chọn giải pháp là chặn các bạn đi. Còn hôm nay là nhắc nhở chút vậy để khi video lên xong ấy, các bạn không làm điều đó nữa. Còn bạn nào tiếp tục làm như thế nữa là mình coi như các bạn cố tình chọc tức mình ấy, là mình đuổi bạn đi thôi. Mình không cần cái view của các bạn đâu. View bạn nào view kiểu thân thiện ấy thì mình lấy, chứ còn cái view kiểu ép buộc là không cần. Mình làm kênh này còn chưa bao giờ mình bắt người nhà mà xem kênh mình ấy. Tại mình biết là người nhà mình không thích cái thứ mình làm. Mình tìm những người thích cái thứ mình làm để người ta ủng hộ mình đường dài, ủng hộ mình cách chân thành. Chứ không phải những người ta không thích, nên cứ vào bảo tôi không thích ông nhưng tôi cứ vào tôi chê. Crazy for you, I'll
thì sẽ hết một vòng nhá, mỗi cái lấy một chiến báo đại diện thôi, tại vì chỉ một trận hình duy nhất mà đối thủ người ta thấy mình mạnh quá họ cũng chả buồn đổi, nên để duy nhất một trận hình thôi. Nói chung là video này mang tính chất là tổng kết mùa giải, có chút trách nhẹ một số bạn khán giả nhé. Rất là bực mình đấy, đôi khi phải nói ra để giải tỏa áp lực ấy. Chứ nhiều khi áp lực lắm. Bảo làm nó không xong thì cứ đi kêu hoài, chê hoài. Ra xem thêm 6 trận nữa. Đến giờ gắn boss rồi, sẽ đi treo boss xuống nick khác một tí. Nhiều nick quá, mình biết đi treo boss cũng mệt chứ mình như kiểu tối nay mình vừa đang vừa treo đi Wano cho 8 nick này. Nói chung cuộc sống áp lực lắm, bận rộn nhiều thứ lắm. Có phải mỗi việc quay video với phát video đâu. Đôi khi bên cạnh việc quay, việc phát video là đi chơi cái thứ, đi chạy hoạt động cái thứ đấy. Mà đấy là máy tính mình khỏe chơi cùng lúc nhiều nick rồi đấy. Máy tính mà yếu không chơi được cơ. Nick Ru chắc mình bỏ qua con bot đi để quay cho bạn cho trọn vẹn cái này cho xong luôn đi. Nói chung là mùa này mùa thành công nhất mà đi nhẹ nhàng nhất cho các mùa mình đi nhé. Vô địch cả hai vòng. Bình thường là mình đi là nói thật là mình đi là mình cũng áp lực lắm, tại vì lúc đấy không khỏe. Cái giống team có hai người khỏe nó sướng lắm. Vì thấy là mình còn chả thèm làm gì cả, nó vẫn vô địch. Tại vì hai người khỏe nó dễ. Hồi lần trước là một người khỏe đi cùng với hai người, một người vừa, một người yếu, rất là khó xếp luôn, mình không biết đứng cái kiểu gì cho tiện. Còn bây giờ đi với hai người khỏe quá tuyệt vời rồi. Mấy hôm nay lắp đồ đi Genlai nên mình lười, mình cũng không trang bị đồ vào, lực chiến nó hơi tụt. Để hôm nào bị lắp full đồ xem là lực chiến liệu có lên được bằng nick thi cái đẹp không. Chứ đợt này lực chiến là vượt hẳn rồi. Trong cái meta này thằng nào lực chiến to hơn vẫn lợi thế thì nó sẽ đánh trước trong giải đấu. Có lẽ cũng là chính thức kết thúc cái kỷ nguyên của Rua vô địch ấy. Đó là sẽ đến với kỷ nguyên của thích cái đẹp vô địch. Tất nhiên là với điều kiện là mọi thứ vẫn ổn, là vẫn lên được đủ tướng các thứ bình thường. Còn nếu mà tướng không lên được thì chưa biết nào lần được. Nhưng mà với mức đầu tư này thì cũng đặt niềm tin là sẽ lên được tướng đều thôi. Và thứ hai là lên được tướng đều mới có cái mà mượn quay các bạn xem video. Chứ bây giờ mà đây mà không được thì cũng chết dở. Thôi bỏ qua xem luôn trận chung kết thì mình thấy với trận này cũng dễ quá. Trận này trận đối thủ mạnh nhất. Tất nhiên là vẫn thắng nhưng mà đây đối thủ mạnh nhất này. Xem nốt 3 trận này thôi. Chứ còn bỏ qua 1-2 trận đi. Để thắng đậm quá rồi có gì nói không? Mạnh quá rồi chả có gì bình luận nhỉ. Nó vừa có cái bình luận chứ mạnh quá rồi. Đợt tới hy vọng là dàn top S59 mới lên được tướng đều để mượn. Để với con tướng về sau xác định tinh thần là cũng phải tốn kém nhiều. Chứ không phải lên được khi nó dã ra hai siêu tướng cùng lúc là rất áp lực rồi. Nó ra một con tướng thì còn dễ gánh, nhưng giờ hai con cùng lúc là áp lực nha. Lên được hai con cùng lúc đã khó rồi. Nhiều khả năng chỉ lên được một con mà xem chọn con nào trước con nào ấy. Cho nên nhiều khi nhiều cái nó khoai lắm.
Đợt này tinh linh bỏ Nick Crow thì cũng định ăn tí tinh linh thì thôi nghĩ lại nhường cho các bạn. Chứ mình ăn tinh linh thì chắc mình cũng đớp được ấy mà. Nhưng thôi nhường cho các bạn tí. Người ta lại bảo Nick khỏe rồi cái gì cũng lấy. Thường cái tinh linh mỏ là mình sẽ nhường hết cho các bạn trong server. Đợt này cũng không biết nó có giống như bên 568 không, tại vì hai bên này nó cũng na ná nhau thôi. Thì nói chung đợt này thấy tần suất ra tinh linh mỏ của bên 568 là rất là cao. Thì có lẽ bên kỷ nguyên nó cũng thế, nó đang đẩy đẩy cái tần suất lên một chút xíu rồi. Mà khi tần suất nó cao như thế thì hiện tại có thể một lợi ích rất lớn từ cái việc ăn tinh linh. Tất nhiên là với cái server nào nó nhẹ nhàng ăn được nhé. Chứ Snickeru thì thôi, Snickeru này ăn thì nó cũng kỳ, tại vì ăn người ta kiểu mạnh quá rồi, cái đi tranh người ta có tinh linh ngại lắm. Còn như các server khác là mình vẫn ăn. Nhưng Snickeru khỏe quá thì thôi, tại vì không ăn không được cái quyền lợi ích. Đang có cơ hội ăn được chả lẽ không ăn. Và đánh chỉ hơi dài trận đấu thôi chứ đánh chắc chắn là sẽ thắng rồi. Đang cho cái beta lực chiến to đánh trước, còn tướng thì thấy là đôi bên giống nhau thôi. Cùng lắm là tranh nhau, thằng có Zozo thằng không có thì cũng có phong hồn, nhưng tính cũng hên xui như nhau ấy mà. Nói chung thằng đánh trước vẫn lợi thế. Rồi sang tiếp trận số 2, Rick thích cái đẹp nhé. Mùa này lực chiến to, tự tin đánh trước chắc người ta thấy vậy người ta cũng chả buồn đổi team ấy. Người ta chỉ đổi khi mà ta có cơ hội đánh thắng thôi, chứ bây giờ hai thằng lực chiến to hẳn rồi ấy. To hẳn hơn, hai nick to hẳn hơn lực chiến của ba nick bên kia ấy. Thì còn đổi làm gì nữa, thì đổi kiểu gì cũng đánh sau mà. Còn khi các mùa trước đổi được, tại vì là lực chiến nó xem nhau, có sự chênh lệch, không bên nào vượt trội hẳn ấy. Ví dụ là mùa trước mình hay có nick Gru là lực chiến to nhất, thì các nick KK là yếu nhất và nick thích cái đẹp ở giữa, thì người ta đổi đi đổi lại có thể người ta thắng được. Còn mùa này mình ao trình hoàn toàn, hai nick lực chiến to hẳn rồi thì còn gì nữa đâu. Còn cái vòng loại thì may mắn là mình đi xong nhanh nhất nên thành ra mình cũng được thêm cái top 1 nữa. Nói chung mùa này ăn trọn quà rồi, ăn trọn vẹn quà luôn rồi. Mình vừa đọc một cái comment ở trên YouTube này. Một vài vào cái comment ở dưới một video One Pie Man của mình, nó không liên quan hải tặc lắm nhưng mà kiểu comment về kênh ấy. Người ta bảo là tự nhiên thấy YouTube đề xuất quả kênh của ông này dị. Ngày đăng chục cái video, cái nào cũng hơn hai, cái nào cũng hơn tiếng, có cái 2-3 tiếng ông này chơi game cả ngày à đấy. Đấy, một người bình thường người ta xem người ta thấy sốc vậy rồi đấy. Thì họ biết được điều là để có những cái video dài như vậy ít nhất ông phải chơi bằng vậy tiếng. Chưa kể thời gian xuất video linh tinh đúng không? Như vậy đã quá nhiệt tình các bạn rồi. Nên các bạn rất là mong các bạn là ủng hộ thì ủng hộ cho nó chân thành. Có thể bạn không có tiền để ủng hộ thì bạn xem một cách chân thành, không đòi hỏi nhiều nhé. Mặc dù tôi biết đôi khi các bạn không hẳn là đòi hỏi, bạn chỉ là tò mò thôi. Nhưng cái sự tò mò của bạn đem lại sự khó chịu cho mình. Mình là người làm kênh rất là bực mình cái đấy luôn. Là cố gắng làm sao mà xem thì hãy xem cái gì và bình luận về cái thứ mình đang quay các bạn xem. Hôm nay mình đăng cái về tổ đội chiến thì hãy bình luận về tổ đội chiến. Chứ đừng có bình luận câu chuyện ô sao không thấy nick này không thấy nick kia, nó rất là phiền cho mình đúng không? Đấy là vậy, ủng hộ vậy được. Còn bạn nào có tiền thì giúp mình về tiền. Tại vì nói thẳng các bạn ấy, dù mình có nhiều tiền chăng nữa thì cái chia đều các game mình vẫn sẽ hết tiền thôi. Nên thành ra là mình cần sự ủng hộ của những bạn nào có kinh tế. Còn bạn nào không có kinh tế cứ xem bình thường là được rồi. Xem thì like, đăng ký kênh. Còn nếu có điều kiện hơn thì donate cho mình. Đó, còn không có điều kiện thì không cần donate. Để nói thật nhiều bạn không, nhiều bạn khán giả là học sinh sinh viên thì làm gì có tiền đâu. Đó, thì không cần donate, xem ủng hộ là được. Nhưng đừng có hỏi là mình cáu nhé. Đừng có hỏi những vấn đề bên lề. Cứ thấy mình phát cái gì thì bình luận về cái đó, đúng không? Cái gì mình chưa đăng là có lý do của mình, cái gì mình chưa làm là có vấn đề của mình. Các bạn đừng có khai thác sâu vào đấy, mình cũng không rảnh trả lời cái đấy đâu. Có những cái là vấn đề nội bộ, các bạn không nên can thiệp vào cái đấy. Phải tôn trọng cái thứ mình làm. Và nào thích xem được thì xem, không xem được không ép. Tại đơn giản mình cần người thích xem mình thật sự, chứ mình không cần những người ở đâu vào cho lắm view đâu. Vì lắm view mà không xem mà ví dụ người ta ấn vào phát người ta ghét lại chui ra ấy, thì làm gì có tiền đâu. Ăn nhau cái người nào xem nhiều xem đều chứ còn, và người nào cho tiền chứ còn những cái ấn vào cái chui ra thì ấn làm gì đấy. Mình cần là cần như thế, mình mong các bạn chuẩn một tí cho mình. Và mình chắc chắn luôn các bạn là điều là thôi, game nào không biết riêng hải tặc mình tự tin mình là thằng ở thời điểm mình quay video rồi nhá, là mình thằng nhiệt tình nhất, là thằng làm tử tế nhiệt tình nhất. Còn sau này có ai tử tế nhiệt tình hơn không thì mình không biết, còn là thời điểm mình quay video chắc chắn là không có. Còn game khác thì có thể không bằng người ta, nhưng riêng game hải tặc rất tự tin. Tại chơi nhiều năm rồi, 13 năm chơi game rồi. Mà làm tận bây giờ cũng rất sức là cố gắng rồi đấy. Cũng được may mắn được nhiều anh top ủng hộ. Có cái quay các bạn xem đấy chứ.
Nên là mong các bạn ủng hộ lại một tí. Đừng đòi hỏi nữa. Đừng so bì cái này cái khác. Đừng so game này game khác. Đừng đòi đăng cái này đăng cái khác. Đừng hỏi người này người khác. Đúng không? Hãy tập trung vào nội dung mình đang quay. Đó là cái video về tổ đội chiến. Hãy tập trung về tổ đội chiến. Và bao giờ sang vừa đại chiến thì sang vừa đại chiến. Bao giờ về tướng thì tập trung về tướng. Đấy là cái thứ mình mong mỏi nhất. Còn ai không có tiền thì cứ like, share, đăng ký kênh là được rồi. Và ai có tiền thì donate là tuyệt vời, đúng không? Và đặc biệt cái lịch video của mình thì vào trong group của mình. Mình có đăng lịch hàng ngày vì mình cũng không biết trước là ngày mai sẽ đăng cái gì. Mình xem game nào update cái gì không, có gì hay hay không. Nên chốt lịch muộn. Để ra bạn xem trong group mình sẽ đăng cái lịch lên. Link group ở phần mô tả video nha. Các bạn có thể thuê dịch vụ mình để mình kiếm thêm thu nhập, cũng thể inbox qua thông tin ở phần mô tả video. Đấy, đây là những cái cách mà mình kiếm thêm, giúp mình có thể kiếm thêm thu nhập để làm kênh tốt hơn. Ngoài ra nữa thì bạn muốn xem một video nào đó mà mình đã quay và mình chưa phát, bạn hoàn toàn có thể trả phí cho mình khoảng 100.000 một video để mình đăng cho bạn luôn. Đăng cái đấy để mình lấy tiền để mình duy trì tồn tại kênh. Còn nếu không thì bạn cứ từ từ chờ rồi mình sẽ phát thôi. Chẳng qua điều mình hôm đấy mình thấy cảm giác video đó chưa cần thiết. Còn khi bạn trả tiền cho mình đăng luôn lập tức. Còn bạn chưa trả tiền thì mình cứ từ từ thôi. Tại vì các bạn trước sau thì chả đăng, mình đã quay là mình sẽ đăng, chẳng qua mình đăng khi nào thôi. Tại có nhiều nội dung khác lại hot hơn ấy, mình cho lên trước. Nói chung là như bên kia chỉ giết mỗi comment thôi. Nói chung mạnh quá mà. Còn giai đoạn này mình không live stream các bạn được thì mình chia sẻ các bạn đấy, mình có vướng tí công việc. Tất nhiên là vì cái thời gian công việc đó, kiểu mình ví dụ cái nhà xưởng ở chỗ mình chuẩn bị ra làm đấy chưa xây xong. Nó do tình hình là cái bên ngoài đấy là cứ trời mưa là không thi công được. Nên tới việc là cái thời gian đi của mình lùi lại tí. Thì mình chỉ cố gắng ở nhà quay thêm nhiều video để tích trữ cho giai đoạn mình đi mình bận. Mình có cái phát cho các bạn xem thôi. Còn live stream hiện tại mình không live stream được. Tại thực ra bây giờ nếu mình live stream lên nó mất nhiều thời gian của mình quá. Mà nói thật dạo này live stream cũng không có donate. Vấn đề vẫn là câu chuyện tiền thôi. Nên các bạn hết sức thông cảm với nhé. Mình sẽ chuyển thành công chiếu thôi, không có live stream đâu. À mình còn có vấn đề nữa, rất nhiều bạn bảo ui anh đang live stream hay là công chiếu. Mình thấy live stream hay công chiếu nó không quan trọng. Quan trọng là bạn thích cái thứ mình làm hay không thôi. Chứ bây giờ chả lẽ mình không live stream mà không xem mình à? Nhiều khi nó dở vậy. Mình live stream hay công chiếu thì tôn trọng mình chứ. Mình rảnh thì mình live stream, mình bận thì không thì công chiếu. Quan trọng là vẫn làm cho các bạn xem đều đặn là được. Thế nhiều khi rất nhiều bạn hỏi ui sao chán thế anh không live stream đi. Bảo anh live stream mày có cho anh tiền không mà mày cứ bảo anh live stream. Đúng không, kiểu vậy. Còn hôm nào mình thấy cảm giác đáng live stream mà mình sắp xếp thời gian mình vẫn live stream chứ. Đầy hôm live stream làm gì có đồng nào đâu, mình vẫn live stream bình thường mà. Thậm chí là live stream nhiệt tình là khác chứ. Tại vì hôm đấy mình xác định là mình cần phải live stream. Còn bây giờ như giai đoạn này, giai đoạn mình cần phải công chiếu. Mình chỉ có một thời gian rảnh, mình chỉ dồn sức để mình quay nhiều video tích trữ hơn thôi. Để mình đảm bảo duy trì bạn cái lượng, cái thời gian xem ổn định. Chứ mình mà không chuẩn bị vậy, bục phát mình đi làm, mình bận, mình không quay. Các bạn hỏi, ôi sao anh ơi, anh nghỉ làm kênh đấy sao? Đấy các bạn hết sức thông cảm với nhá. Nói chung mình nhấn mạnh rất nhiều đấy. Là các bạn phải thông cảm cho mình chút xíu vậy. Bảo đến cái bảo kể lẻ này nọ, nhưng mà người ta phải thông cảm cho mình tí, cái là mình khó chịu. Nó toàn là một thiểu số làm khó chịu thôi. Tại cái người tử tế có bao giờ người ta comment gì đâu. Là cái người vớ va vẩn đâu cứ vào chê bai đủ thứ. Xong rồi cái đòi hỏi đủ kiểu ấy. Khi dụ bạn đòi mình lên con tướng, hãy cho mình tiền lên con tướng đó. Chứ đừng bảo anh ơi anh cầm đích này lên đi, vì nhiều khi chắc gì chủ đích đã nạp. Chắc gì người ta đã còn nạp nữa. Nhiều khi rất là khó vậy. Cái đòi hỏi quá vậy, bố ai chịu được. Còn mình là người làm content, mình thấy ai đó có gì hot mà mình có thể quay được, mình sẽ quay các bạn xem chứ. Mình làm mình muốn có view chứ, mặc dù mình bảo view không sống được nhưng mà ít nhất là có view vẫn vui hơn chứ. Làm kênh ai chả thích được có tí view, mặc dù view Việt Nam rất là rẻ, đúng không? Nhưng mà có view còn hơn là không có. Nó thể hiện là ông này được nhiều người quan tâm, đúng không? Nên mình nó là chả thích, chẳng qua mình phải cân đối. Cái khó nhất là không cân đối. Trời, nick quá mạnh, hiệu ứng quá nhiều. Đúng không? Nói chung là nick này chủ yếu vấn đề câu chuyện vẫn là đánh trước không? Đấy, nick Tato này. Một phần là lực chiến họ to hơn nhiều so với nick Kagagam. Thứ hai là người ta đánh trước, thời buổi hiệu ứng mà. Nhưng không quan trọng, quan trọng là hai nick kia đã thắng rồi là được rồi. Thế nói trận này coi như khép lại video nhé. Video này chê trách hơi nhiều, các bạn thông cảm nhé. Vì hôm nay rất là bức xúc. Sau kiểu dồn ném sau chuỗi sự kiện sinh nhật game rất là áp lực. Vì chạy rất nhiều nick. Sau cộng thêm cái việc khán giả không đồng cảm cho cái. Chỉ là một số ít thôi nhưng rất là ức chế. Là mình rất là khó chịu nên video này thay vì việc là mình tung hô nhiều về tổ đội chiến thì mình chỉ trích rất là nhiều. Vì các bạn thông cảm, mình người ta áp lực lắm. Mình vừa phải lo tiền sống, mình vừa lo đảm bảo những gì đã làm dịch vụ cho khách hàng của mình. Mình lại vừa lo làm sao để có video đăng hàng ngày. Lại lo làm sao để chiều ý các bạn. Trong khi nhiều cái ý kiến mình không chiều được. Rất là ức chế luôn.
Tao mình lo cả tiền duy trì game nữa cơ, có phải túi tiền ăn uống sinh hoạt đâu. Nhà thì ở nhà có sẵn thì không mất tiền nhà, nhưng mà lo tiền điện, lo tiền ăn uống sinh hoạt, lo tiền ma chay cưới hỏi, xong rồi lo cả tiền duy trì nạp game. Có như có phải game bây giờ có phải chơi cày chay đâu, đúng không? Nên rất khó vậy. Cái này thì đến khoảng tầm qua 10 giờ nó hiển thị vô địch nhé, nhưng mà nói chung là đã vô địch rồi. Thì nói chung mùa này mùa tương đối thành công, rất là nhẹ nhàng, thắng gần như từ đầu đến cuối và không phải làm gì cả. Mùa này mùa nhàn nhất trong các mùa như S59, không đau đầu tí gì cả. Mình nhìn trận đầu tiên thấy ba thấy thắng hai nick chắc chắn là mình đã yên tâm rồi. Còn nếu là sử mình thấy nick đuôi nick thích cái đẹp thua là mình lo lắm, còn ca cam thắng hay thua mình không quan tâm, mình chỉ cần hai nick kia thắng là ok mà. Đấy, thành ra nói chung mùa này là tương đối thành công nhé. Thì thôi, kết thúc mùa giải tổ đội chiến lần thứ 21 nhé. Thì tính từ mùa 0 là mùa 21, đây ghi lần 20 nhưng mà tính là lần 0 thôi, tức là mùa 21. Thì kết thúc mùa giải 21 ở đây, một mùa thành công tốt đẹp nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và mong những sự chia sẻ bức xúc của mình giúp cho các bạn hiểu mình hơn và các bạn thông cảm cho mình hơn và đồng cảm hơn, và chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đồng hơn. Bây giờ kết thúc video ở đây thôi. Bạn nào chưa like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé.